Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Ở trong video này em giới thiệu một mẫu ôm ly thương hiệu Đời Lông, một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật rồi, cũng được rất nhiều các bác ưa chuộng tại Việt Nam. Và cái thương hiệu Đời Lông này thì là thương hiệu Nhật, nhưng mà đây là hàng xuất châu Âu, nó sử dụng điện 220V các bác nhé, hàng xuất châu Âu, các bác không phải qua cái đổi nguồn nữa mà cắm trực tiếp điện Việt Nam mình. Mặt nhôm màu vàng chanh với cái thiết kế hai núm hai bên và một cái nắp cửa ben phía trước này. Với cái dòng xuất châu Âu thì đây là dòng âm ly 7 kênh stereo này, có giải mã quang 24 bit này, có FM full đài tần số này, có chỉnh EQI 8 giải tần số riêng biệt cho từng kênh loa các bác nhé. Đấy. Dòng này có thể các bác có thể đánh một phát 3 cặp loa cùng một lúc được. Đấy. 3 cặp loa cùng lúc được các bác nhé. Đấy. Đời Lông. Với cái model AVR3805 này. Với cái trọng lượng của âm ly lên đến 17 kg, phụ kiện cho các bác là cái điều khiển để các bác tắt mở âm ly to nhỏ rồi dò đài các kiểu chọn kênh. Nội thất bên trong các bác có thể nhìn thấy cái nguồn nó to, power transformer các bác nhìn to vật vã luôn, cái nguồn nó rất nặng các bác nhé. Cấu hình máy thì các bác nhìn rồi, mạch méo rồi xò xung chi chít luôn. Với cái dòng 7 kênh stereo này nó sẽ đánh 14 xò saken một vít các bác nhé, 14 xò. Dòng giải mã chuẩn 24 bit trên âm ly. Và tất nhiên dòng này vẫn có đường rail xuất tín hiệu giải mã sang âm ly khác. Và dòng này thì lắp ráp trực tiếp tại Nhật, Made in Japan. Made in Japan. Đời Lông điện 220V, 230V sấp xỉ là đều được các bác nhé. Công suất 390W này. Đấy, số series 3040A rồi Made in Japan. Chỗ này là chỗ cài FM này các bác nhé. Các bác có cái dây điện cài nhét vào đây, nó bắt full đài tần số Việt Nam. Ở đây là đường rail, nó sẽ xuất tín hiệu giải mã qua đường phông này. Bác nhìn cọc này này, chữ phông này. Đường này nó sẽ xuất tín hiệu giải mã sang âm ly khác, âm ly hoặc cái thiết bị khác đẩy. Đây là đường xúc điện này. Cọc loa ở đây rất nhiều cọc loa. Thì ở đây có đường loa chính này, là đường loa phông các bác nhé. Và các bác đánh thêm một cặp nữa cho em vào cặp ở chỗ Sudo A này, Sudo A này, và một cặp nữa chỗ Sudo Back này. Đấy. Với cái âm ly này, các bác cái đường phông này các bác có thể chơi những dòng loa bass 2527 trở lại các bác nhé. Bass 2527 trở lại cái đường loa chính này. Còn các đường loa Sudo này các bác có thể lắp thêm vào những cái dòng loa bass cái tầm 20 trở lại các bác nhé. Đánh rất khỏe, cả đến bass 22, 223 đánh rất ok luôn cái đường Sudo này. Nó ở đây nó có chế độ 7 kênh stereo các bác nhé. Các bác lưu ý là 7 kênh đánh chế độ stereo hết. Còn ở đây thì đường giải mã quang rất là nhiều. Các bác nhìn thấy đường 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này, 3, 4 này. Có 4 cổng vào và có 2 tín hiệu ra. Thì hiện tại thì em đã cài đặt máy cổng số 1 này. Cổng số 1 chính là cổng TV thì các bác dễ dàng nhớ hơn. Tức là từ tín hiệu từ Smart TV vào. Đấy, cổng TV luôn. Còn analog đây thì nó 3000 thì thôi nhé, rất nhiều. DVD, VDP, TV rồi DBS, VCR1, VCR2, rất nhiều cổng kết nối với để kết nối với điện thoại qua jack analog này. Đấy. Đây bình thường thì em cũng hay cắm cái cổng CD và vẫn có cổng follow dành riêng đĩa than các bác nhé. Đấy, một con hàng rất là chất của Đời Lông. Lắp ráp trực tiếp tại Nhật, Made in Japan. Dòng này các bác ghép thêm vang karaoke gia đình. Đây các bác có thể nhìn thấy chữ 7 kênh stereo, 7 kênh nó hoạt động hết ở chế độ stereo. Đây thậm chí bass em chưa tăng nhé, chắc thì cộng trừ 6 rồi, bass thì cộng trừ 6 này. Thì hiện tại em đã chỉnh cái quay rồi thì bass nó rất nhiều, thì các bác tùy cho các bác chỉnh ở đây vì dòng này là dòng công nghệ số hết rồi nên các bác điều chỉnh hết qua một phím bấm này. Còn bên đây là cài đặt EQI thì em cũng đã cài đặt rồi, bây giờ em chỉ các bác này. Và ở đây sẽ có mục setup này, ở đây sẽ có mục auto read room EQ này, các bác ấn enter này. Đấy. Và sau đó ấn kéo xuống mục menu EQ setup, bấm enter.
Đấy, các bác nhìn thấy 1, 2 này. Ấn trên là auto này. Ấn xuống phía dưới là menu setup này. Đấy, ở đây sẽ từng kênh loa. Đây là loa chính, phông L, phông R, center, Sura L, Sura R, các kiểu ấy. Hiện tại được phông L em đã chỉnh đây, giải tần từ 63 Hz này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc cuối cùng là giải tần 8.000 kHz các bác nhé. Hiện tại em đã chỉnh một mức ok rồi. Còn các bác nào muốn tùy chỉnh thì về các bác chỉnh theo phong cách nhạc của bác yêu thích. Và các bác lưu ý là khi mà chỉnh ấy, thì FL, FR này phải cân bằng. Đấy. Thì hai vế sẽ cân bằng đó nhá. Các bác lưu ý là phải hai vế FL, FR để phải thông số giống nhau. Lúc đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ thật, nhưng mà dần dần chỉnh nó sẽ quen các bác nhé. Còn chỉnh bass check ở đây. Ở đây sẽ có phần tông control này. Đấy. Các bác di chuyển đây, chuyển này. Đấy. Di chuyển tiếp tục này. Đấy. Bass check cộng trừ 6 này. Đấy. Đấy. Tông control luôn. Đấy. Ở đây có chế độ phần 5 kênh, 7 kênh và stereo thông thường. Đấy. Ở đây, stereo thông thường đây. Đây là đánh chế độ âm ly 2 kênh thông thường các bác nhé. Đấy. 2 kênh thông thường, còn các bác nào muốn đánh nhiều loa thì bật chế độ 5, 7 kênh stereo lên. Đấy. Đánh chế độ phát 3 cặp loa cùng lúc rồi các bạn. Đấy. Còn đây phần lúm xoay function. Đây là cái chuyển kênh. Đấy. Tuner. Đài FM full đài tần số. Các bác dò đài thì sử dụng bằng điều khiển các bác nhé. Tooling này. Đấy. Chọn là đi server. Về cái phần dò đài thì các bác ở đây có phím tooling này và phím mode này. Tooling các bác ấn từng cái một thì là số nó sẽ lần lượt nhảy từng cái một. Còn các bác ấn phím mode này, nó sẽ cái tự động auto sẽ nó tự động chạy này. Đấy. Đài sẽ tự động chạy auto đến cái tần giải, cái giải tần số nào nó sẽ bắt các bác nhé. Đấy. Và các bác coi cái dây dàn thì các bác cứ treo cao lên, đấy, nó sẽ bắt nét các cái đài của tần số Việt Nam. TV, cổng TV đây. Cổng TV, cổng giải mã. Đây là phím tắt mở âm ly OFF này. Đấy. Ở đây các bác lưu ý sẽ có hai phần TV Tuner và D-Saver các bác nhé. Đấy. Đấy, bây giờ hiện tại bây giờ đang bấm vào D-Saver nó không bật được âm ly này. Đây các bác, bật nguồn nó không bật được này. Và các bác ấn lại cho em vào cái chữ TV Tuner Ampli này. Đấy, ấn đây này. Sau đó Driver. À đâu, phải là phím on, quên mất. Đấy. Đấy. Âm ly đầu lông này hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Với hình thức thì ở đây có một cái vết xước nhẹ này các bạn này. Đấy. Nói chung nó cũng không đáng kể lắm đâu, cũng rất là khó nhìn. Đấy. Với một cái vết xước nhẹ tí nữa, hàng bãi như thế này về với cái trọng lượng 17 kg mà nó hàng vận chuyển từ bên châu Âu về chứ không phải Nhật các bạn nhé. Hàng là từ bên châu Âu. Thì với kích thước âm ly là chiều ngang 43,5 cm, chiều cao 17, chiều sâu 42, trọng lượng 17 kg. Và hôm nay em để với cái mức giá 4.800.000 đồng cho cơm đi đờ lông này để phụ kiện kèm theo cho các bác được điều khiển các bác nhé. Đấy. Vâng, các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555. Hàng chuyên gia toàn quốc. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.